Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2. Thì cửa hàng của Xuân Đình lại tiếp tục được giới thiệu đến toàn thể quý vị trên mọi miền Tổ quốc với những sản phẩm loa bãi tuyển chọn. Toàn bộ đều là những hàng bãi đẹp xuất sắc với những cấu hình loa thì rất là khủng. Toàn bát 30 và 32. Và đây thì nó vẫn đang ở những phân khúc là hàng bãi dưới 10 triệu. Thì các bác có sự lựa chọn khi Xuân Đình đang lên 3 cặp loa cho các bác. Toàn là những hàng rất là chất lượng. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác những sản phẩm ngày hôm nay. Và cũng mong khi các bác xem video và các bác muốn mua sản phẩm nào thì các bác để ý kỹ Xuân Đình tả trong video cũng như báo giá trực tiếp trong video luôn. Đầu tiên thì Xuân Đình sẽ quay cả hai căn. Cặp loa đầu tiên này thì nó là cặp loa Diatone 35B MK2. Cặp này thì nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, thì từ cái e-căng của nó cực kỳ là đẹp luôn, tem mác đầy đủ, không có bị rách chỗ nào cả. Đấy, căng là quá xuất sắc luôn. Đấy, khi quay cặp nào thì Xuân Đình sẽ mở căng cặp đấy để cho các bác nhìn thấy luôn, nó dễ, cũng như tổng quan hình thức của cặp loa. Dòng này thì nó thiết kế là loa đối xứng, tức là bên trái bên phải, cho nên là nhìn nó rất là cân đối. Và cái điểm đặc biệt nhất trong cái cặp này thì Xuân Đình chỉ tả chi tiết cho các bác là nó còn quá mới từ cái tuyến loa, tức là cái gân loa này. Bình thường thì với những dòng Diatone thì bao giờ cái gân này nó cũng cứng theo năm tháng, nhưng riêng cái cặp loa này thì Xuân Đình nói luôn với các bác là thứ nhất là cái gân của nó rất là tròn đều này, thứ hai là nó rất là mềm, thậm chí là mềm hơn cả những dòng gân của Pioneer. Gân rất là mềm luôn. Bát của nó là bát 30, màng của nó là gân của nó là gân vải màng giấy. Một chung, một tép đôm, có hai tinh chỉnh chung tép, model của nó là 35B MK2. Để lựa chọn được một cái cặp loa như thế này, cũng như đây là một cặp loa lần đầu tiên mà Xuân Đình bán để cái gân của nó được đẹp đến như vậy. Còn những dòng này thì thường thường bao giờ cũng phải thay gân vì gân nó rất cứng. Cho nên là video ngày hôm nay Xuân Đình bán cho các bác là lựa chọn ra ba cái cặp loa rất là đẹp. Cũng như mọi hôm thì bán những dòng loa giàn nhiều thì các bác bảo là đợt này toàn đồ cổ quá. Thì hôm nay Xuân Đình sẽ bán những cặp loa thùng, loa gấu. Thì cặp Diatone 35B MK2 này thì nó có kích thước như sau. Thứ nhất nó có chiều cao là 68, chiều ngang là 37 và chiều sâu là 30. Thùng lạm gỗ, góc cạnh thùng nguồn khá là đẹp. Tất nhiên thì nó cũng là đồ cũ, là hàng đã qua sử dụng, cho nên nó cũng có chảy xước theo năm tháng, chứ không thể nào đẹp như mới tinh được. Còn đẹp như mới tinh thì chỉ có spa tu tát lại thôi. Còn tổng quan thì thứ nhất là Xuân Đình cũng quay rất là kỹ cho các bác về hình thức của loa. Loa thì không có bị chảy xước về mặt, gân màng còn tốt. Đấy, tuyến loa đẹp, không có bị dập vỡ gì cả. Thì đấy, tổng quan nó là đẹp. Còn đâu tất nhiên thì góc cạnh thùng cũng vậy, khi quay thì Xuân Đình sẽ quay thật chi tiết cho các bác. Nên có cái điểm nào xấu hay thùng nó bị nở nét thì Xuân Đình sẽ tả luôn. Còn tổng quan cặp này thì rất là đẹp. Một cái model này khá là ít để lựa chọn cho các bác với những cặp loa đẹp như này thì cực kỳ là hiếm. Diatone 35B MK2, bát 30, toàn bộ củ xương đúc rất là gấu. Các bác có thể là vừa nghe nhạc cũng như vừa hát karaoke gia đình trực tiếp trên những cặp loa như này rất là tốt. Cửa hàng Xuân Đình đang bán với mức giá là 6.800.000 đồng. Diatone 35B MK2 rất là đẹp các bác nhé. Tiếp theo nữa thì ở phía bên dưới cũng là một cặp Diatone, thì dòng này đời nó cao hơn, nó dòng 38B. Thì dòng 38B này căng cước cũng rất là đẹp luôn, không có bị chảy xước chỗ nào cả. Sang tới đời 38B thì các bác lại nhìn thấy rõ là nó thiết kế giống như kiểu dòng Pioneer cổ, đó là loa nó sẽ ở một vế. Thế tất nhiên thì đây là do nhà thiết kế rồi, và loa thì nó giống nhau luôn. Hình thức của loa cũng rất là đẹp. Cặp này thì đã được thay gân, gân mút màng giấy. Củ của nó là củ Anico móng ngựa, xương đúc bát 32, một chung giấy và một tép đôm. Cái tép này rất là dị dạng các bác nhé. Model của nó là Diatone DS38B. Dòng này thì nó cũng kích thước cũng tương đương như cặp 35B ở bên trên. Thì nó có chiều cao là 68, nhưng chiều ngang của nó thì nó rộng đến 39, và chiều sâu của nó là 28. Cũng toàn bộ thùng lạm gỗ, còn rất là đẹp.
Thì khi quay ở phần trước mặt rồi, một chút xíu nữa Xuân Đình sẽ quay nốt cặp còn lại, sau đó sẽ quay ở phía đằng sau để các bác có thể nhìn thấy rõ về loa luôn. Đấy, đây là cặp 38B củ Adeco móng ngựa, chất âm cực kỳ là hay, thùng thì to, nạm gỗ, bát 32, gân đã được thay sang gân mút. Bản thân nó gân zin đó là gân vải nhưng nó cứng quá rồi thì Xuân Đình sẽ thay sang gân mút để cho các bác nghe được cái tiếng bát nó tốt hơn. Còn với cặp 35B bên trên này thì gân nó quá mềm rồi, cho nên các bác cứ an tâm, để gân rất là mềm luôn. Cặp 38B này thì cả Xuân Đình cũng đang bán với mức giá là 7 triệu. Đấy, tranh cặp 35B bên trên 200. Đấy, cặp 38B có mức giá là 7 triệu của Adeco móng ngựa các bác nhá. Nghe nhạc vàng với rô chữ tình thì cực kỳ tuyệt vời, cũng như kết hợp với karaoke gia đình thì rất là hay. Đây là hai cặp Diatone. Còn cuối cùng trong video này thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác đó là cặp Yamaha. Hôm nay dòng Yamaha 690 25 mã, căng cước thì quá xuất sắc. Tuyến loa cũng vậy, loa cực kỳ đẹp và còn nguyên zin tuyệt đối. Đây là cặp 690 dòng 25 mã, đời cao nhất của nó là 35 mã. Cặp này thì thứ nhất là nó đồng màu, thứ hai là cái tuyến loa nó rất là đẹp. Bát của nó cũng là bát 30 hay 32, rất là to, gân mút màng giấy, một trung đôm, một tép đôm, có hai tinh chỉnh trung tép. Model của nó là 690 25 mã. Dòng này thì nó kích thước thì rất là gọn gàng, nó chỉ có chiều cao 64, đấy, chiều ngang là 35 và chiều sâu là 30. Toàn bộ cái phần góc cạnh của thùng thì nó được nạm gỗ cả mặt trước nên các cái cạnh bên rất là đẹp. Màu của nó thì rất là sang trọng. Dòng này thì Xuân Đình đã nghiên cứu cũng như tìm được ra những cách phối ghép dòng này rất là hay. Thứ nhất là các bác có thể ghép những dòng Omni Pioneer rẻ tiền như 7.900, đánh tiếng nó rất là nảy rồi. Hoặc là các bác có điều kiện thì chơi 7.800 mắc đôi, phối ghép cũng rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì Xuân Đình đã thử phối ghép mấy cái bộ lò đây này, tiếng nó cực kỳ là hay, thậm chí là nghe nếu chất âm về âm sắc nó còn hay hơn so với dòng Pioneer 7.800 luôn các bác nhá. Còn nếu bác nào có điều kiện thì các bác cứ ghép thử là các bác sẽ biết để cảm nhận được chất âm của những dòng Zepao lò đây này khi phối ghép với những bộ Yamaha. Đấy là cái mà Xuân Đình đã được test thử qua cũng như thẩm âm về cái bộ Yamaha 690 dòng trơn hay mắc đôi hay mắc ba ghép với những bộ LOD rẻ bao rất là tuyệt vời. Thì sau clip này nếu có thể lúc nào rảnh thì Xuân Đình sẽ ghép để mời các bác thưởng thức thử để các bác biết về chất âm khi phối ghép với dòng bộ LOD. Cặp Yamaha 690 25 mã này thì về cho tình trạng là đẹp xuất sắc. Đấy, bát 30, gân mút, màng giấy, một trung đôm, một tét đôm. Cần Xuân Đình đang bán với mức giá là 9.500.000 đồng. Model này thì cũng khá là ít, còn đời cao nhất của nó là 690 Mark 3 các nhé. Góc cạnh thùng cực đẹp luôn. Và bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay ở phía đằng sau cũng như thông số chi tiết. Đây các bác có thể nhìn tổng quan qua một lượt ở phía đằng sau để biết được cái độ đẹp này. Đấy, Yamaha 690 25 mã dòng này thì nó có trở khá là 8 ohm, công suất của nó là 40W một loa. Cái công suất rất là nhỏ thôi, nó không phải cái công suất lớn như những cái dòng loa dàn thì nhiều các bác cứ thấy nó ghi trên 100W hay 120, 130 là các bác ấy thích. Nhưng cái này thì với những dòng loa bãi cổ, loa thùng như này thì họ không ghi công suất lớn. Còn cái quan trọng nhất khi các bác chơi về loa thì các bác chỉ cần để ý là cái loa bát nó càng to thì tiếng nó sẽ ra được càng lớn. Đấy là cái đơn giản nhất để các bác biết về loa. Đấy, cặp này thì nó seri liền kề luôn nhá. Yamaha có seri là 117, trên này là 118, góc cạnh đẹp xuất sắc. Đấy, có mức giá là 9.500.000. Sau bên này thì nó là cặp Diatone. Đấy, cực đẹp luôn. Bên trên là cặp 35B Mk2, trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W một loa. Đấy, rất là đẹp. Loa bên trái, loa bên phải, góc cạnh thùng không có bị chảy xước gì nhiều. 799 này, 740. Còn ở phía bên dưới thì nó là cặp 38B. Đấy, góc cạnh rất là đẹp luôn các bác nhé.
trợ kháng là 6 ohm, công suất cũng là 8W một loa. Đây là dạp Beaton 38V. Đấy là tổng quan ở phía đằng sau. Các bác có thể nhìn thấy rõ về độ đẹp của những cái cặp loa sơ đỉnh tả chi tiết. Và như vậy là trong video buổi tối ngày 19 tháng 2 thì Xuân Đình đã lên cho các bác 3 cái cặp loa bãi Nhật tuyển chọn đẹp xuất sắc để phục vụ cho các bác phối ghép với những bộ âm thanh của nhà mình. Thông tin chi tiết cũng như số điện thoại liên hệ thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp cho Xuân Đình 0395727582, địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.